do nền móng yếu cũng như việc áp dụng các phương pháp xây dựng chưa phù hợp ngày càng gia tăng, nên có những công trình xây dựng hiện nay đang phải đối mặt với các vấn đề về sạt lở, sụt lún đất, sụt lún các tầng địa chất. Để hạn chế vấn đề này nhằm mục đích phát triển bền vững và bảo vệ con người khỏi các rủi ro về điều kiện địa chất, việc nghiên cứu để áp dụng các phương pháp tính toán, thiết kế thi công tối ưu trong mỗi điều kiện địa chất, điều kiện công trình cụ thể là vô cùng quan trọng. Vấn đề công nghệ ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu rõ hơn nội dung này. Những con đường, những cây cầu, những ngôi nhà đang xây, chưa xây dựng xong đã bị sụt lún. Chi phí để sửa chữa và nâng cấp tốn kém hơn cả đầu tư ban đầu. Thực tế xây dựng thời gian qua cho thấy có rất nhiều công trình bị lún, sập, hư hỏng khi xây dựng trên nền đất yếu do không có những biện pháp xử lý phù hợp, không đánh giá chính xác được các tính chất cơ lý của nền đất. Do vậy, việc đánh giá chính xác và khoa học nền đất yếu làm cơ sở và đề ra các giải pháp xử lý nền móng phù hợp là một vấn đề hết sức khó khăn. Trong khi không ít công trình đã được xây dựng khi chưa hoàn tất việc nghiên cứu một cách nghiêm túc, để lại hệ lụy là các sự cố, những hư hỏng của công trình khi xây dựng trên nền đất yếu. Tôi nghĩ rằng công trình ngầm là nỗi lo chung của cả xã hội. Bởi vì là hiện nay chúng ta không có các chuyên gia về công trình ngầm. Chúng ta cũng rất thiếu đội ngũ hiểu biết thiết kế, thi công và kiểm soát công trình ngầm. Vì chúng ta bắt đầu đào tạo về lĩnh vực này rất là yếu. Chúng ta lại không có kinh nghiệm và chúng ta rất là chấp vá trong chương trình đào tạo. Chúng ta lại không có một cái tiêu chuẩn về vấn đề này. Chúng ta cũng không có giáo trình tốt về vấn đề này. Và chúng ta cũng không có những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này, cho nên những câu chuyện như là hố tử thần sẽ còn tiếp tục xảy ra. Câu chuyện về thực trạng sụt lún của các công trình xây dựng đã được nhắc đến ở nhiều địa phương trong cả nước. Điều này đặt ra câu hỏi, chúng ta quan tâm đến yêu cầu xử lý nền móng cho các công trình khi xây dựng đã đúng mức và hợp lý chưa? Vấn đề này đã được thảo luận trong hội thảo khoa học quốc tế diễn ra mới đây tại Hà Nội. Đã có nhiều tham luận của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ 23 quốc gia trên thế giới. Trong lĩnh vực địa kỹ thuật, với 125 báo cáo được trình bày nhấn mạnh trong 6 chủ đề chính: gia cố và cải tạo nền đất yếu, nền móng công trình, hầm và không gian ngầm, địa kỹ thuật môi trường và phát triển bền vững, mô hình hóa, thiết kế và quan trắc địa kỹ thuật. Tôi đã đến Việt Nam rất nhiều lần. Tôi thấy các bạn có nền khoa học công nghệ tiến bộ nhanh, đặc biệt là trong ngành xây dựng địa kỹ thuật nền móng. Tuy nhiên các bạn còn gặp khó khăn về ổn định nền đất yếu, cũng như nâng cao chất lượng và an toàn công trình. Tôi hy vọng rằng những buổi hội thảo như thế này sẽ nâng cao được chất lượng công trình. Chúng tôi sẽ chia sẻ những công nghệ hiện đại và an toàn trong quá trình thi công để khắc phục khó khăn và hướng tới phát triển bền vững trong ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực địa kỹ thuật. Hy vọng những tham luận tại hội thảo này sẽ mang đến những giải pháp cố kết của đất. Đây cũng là những kinh nghiệm, phương hướng để có thể sử dụng trong các công trình xây dựng. Hạn chế gây nên sự lãng phí, thất thoát trong các công trình ngầm, nguyên nhân chủ yếu do nguồn nhân lực chưa đạt chất lượng, phụ thuộc nhiều vào chính công tác đào tạo. Cần phải làm chủ công nghệ từ thiết kế, sản xuất và thi công mới tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa ba nhà, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Chúng ta tự làm, tự quản lý thì sẽ đỡ được lãng phí rất nhiều. Bởi vì thuê các chuyên gia nước ngoài đến thì lương các chuyên gia cũng phải gấp hàng trăm lần lương kỹ sư Việt Nam. Và qua rất là nhiều công đoạn. Nếu như chúng ta vừa tự đầu tư, vừa tự quản lý, vừa tự thi công thì chắc chắn là một công trình có thể làm được thành hai hoặc ba công trình tương tự. Tuy nhiên, xác định giải pháp công nghệ nào cho mỗi công trình phải phụ thuộc vào địa chất của từng khu vực đó. Và theo các nhà quản lý, điều này được tiêu chuẩn hóa và phải trở thành quy định bắt buộc. Tôi nghĩ quan trọng nhất có lẽ là chúng ta cần phải tập trung quan tâm đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các bộ ngành cần phải phối hợp với nhau để mà có những cái quy định pháp lý cho lĩnh vực này, một cái hành lang pháp lý cho nó một cái tốt nhất. Thứ hai là khuyến khích các tổ chức trong và ngoài quốc doanh nghiên cứu
và triển khai du nhập những công nghệ mới của thế giới để xử lý ngầm. Trong hơn 10 năm qua, hàng loạt công nghệ xử lý nền đất yếu được áp dụng tại Việt Nam. Nhu cầu nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nền đất yếu ngày càng gia tăng. Thách thức chính là điều kiện đất nền phức tạp và hạn chế cơ sở vật chất của nước ta. Trên thực tế, thì các giải pháp công nghệ đang được tiến hành song song với việc tính toán của các chuyên gia địa chất. Hiện nay, các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo về những tai biến địa chất có thể xảy ra ở một số vùng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Việt Nam được biết đến là nơi có nhiều nền đất yếu, đặc biệt là lưu vực sông Hồng và sông Mekong. Nhiều thành phố và thị trấn được hình thành và phát triển dọc theo các dòng sông và bờ biển. Tổn thất do sụt lún của không ít công trình quan trọng thời gian qua cho thấy đã đến lúc những nghiên cứu địa chất và các giải pháp công nghệ xử lý nền móng cần được thực sự coi trọng vì sự phát triển bền vững và hiện đại.